chiến đấu 50 câu ôn tập phần halogen nha. Rất là cảm ơn cả nhà đã ủng hộ chúng mình. Là mình sẽ có này, câu số 1, những nguyên tố ở nhóm nào có câu hình E lúc này cùng là NH2 NP5. NH2 NP5 thì vậy suy ra nó có 7 E lúc ngoài cùng. 7 E lớp ngoài cùng. Và nó là 7 E lớp ngoài cùng. Và electron cuối cùng điền phân lớp P. Vậy nó thuộc nhóm 7A. Được không ạ? Và cái nhóm 7A này thì còn được gọi là nhóm halogen nhá. Halogen, đáp án đúng là đáp án D. Ok không ạ? Câu số 2 ạ. Câu số 2. Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen? Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen? Đặc điểm nào dưới đây là đặc điểm chung của các nguyên tố halogen? Thì ở điều kiện thường là chất khí là sai ạ. Flo là khí. Clo là khí, nhưng brom là lỏng. Iốt là rắn, được chưa? Nên là sai. Có tính oxy hóa mạnh, cái này đúng ạ. Flo oxy hóa mạnh, clo oxy hóa mạnh, brom oxy hóa mạnh và iốt cũng oxy hóa mạnh. Vậy đáp án đúng chúng ta nói là đáp án B, bỏ. Vừa có tính khử vừa có tính oxy hóa là sai. Flo chỉ có tính oxy hóa. Tác dụng mạnh lên nước là sai. Iốt gần như không tác dụng. Được chưa? Không có tác dụng mạnh, nó là tác dụng yếu. Câu số 3. Câu số 3. Trong phản ứng hóa học để chuyển hóa thành anion. Trong phản ứng hóa học để chuyển hóa thành anion, nguyên tử của các nguyên tố halogen đã nhận hay nhường bao nhiêu electron? Chúng ta lưu ý này, các nguyên tố halogen chúng ta có 7 electron lớp ngoài cùng, nhìn thấy không ạ? Bởi vì nó có 7 electron lớp ngoài cùng nên nó sẽ có xu hướng nhận thêm một e để tạo thành 8e. 8e là cấu hình electron lớp ngoài cùng của khí hiếm. Vậy ở đây mình có halogen ký hiệu là X, đúng chưa? Nó sẽ có xu hướng là nhận thêm một e để tạo thành X trừ. Anh X trừ này có 8 electron lớp ngoài cùng, đạt được cấu hình E của khí hiếm. Vì vậy nên trong phản ứng hóa học để chuyển hóa thành anion, nguyên tử của các halogen đã nhận thêm một electron, cộng thêm một e là nhận thêm một e. Đáp án đúng là đáp án A. Sợi dây đồng đỏ cháy sáng trong bình chứa khí A. Khí A là khí nào sau đây? Chúng ta lưu ý nhá, ở đây là thời sợi dây đồng đỏ, có nghĩa là đồng đỏ này tác dụng. Đồng tác dụng với khí nào? Carbon dioxide là CO2, đồng không có tác dụng với CO2. Được chưa? Hydro là H2, đồng không có tác dụng với hydro. Nitơ là N2, đồng không có tác dụng với nitơ. Vậy ở đây đồng cháy sáng là chỉ có việc đó là cháy sáng trong bình chứa khí là khí clo để tạo thành CuCl2 thôi ạ. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ, chứa khí clo. B, bỏ các cháu nhé. Rất rất dễ thôi ạ. Đấy, rất rất dễ. Câu số 5 ạ. Clo không phản ứng với chất nào sau đây ạ? Clo không phản ứng với chất nào sau đây? Clo này, clo thì nó tác dụng được với NaOH đúng không? Hoàn toàn nó tác dụng được với NaOH để tạo thành NaCl và NaClO cộng H2O. Và tương tự như vậy thì nó cũng tác dụng được với CaOH 2 lần nhá. Clo tác dụng được với CaOH 2 lần để tạo thành CaOCl2. Vì vậy nên loại đi IC và loại IA. Được chưa? Tiếp tục. Clo là anh có tính oxy hóa mạnh hơn, nó tác dụng với NaBr để tạo thành NaCl cộng với lại Br2. Vậy nó cũng có tác dụng với lại NaBr nốt. Vậy ở đây clo không phản ứng với chất nào sau đây? Thì clo nó không phản ứng với lại B NaCl. Được chưa? Rất rất dễ. Câu số 6 ạ. Câu số 6 ạ. Trong phản ứng sau thì phát biểu nào sau đây là đúng? Theo tất cả các bạn thì phát biểu nào sau đây là đúng ạ? Trong phản ứng sau ạ. Chúng ta lưu ý nhá, ở đây đề bài nó hỏi về cái vấn đề là oxy hóa hay là khử. Thì mình lưu ý này, đây là clo không. Đúng không ạ? Clo không thì nó về clo trừ 1. Và ở đây là clo dương 1. Khử tăng, O giảm. Clo không lên clo dương 1, vậy nó thể hiện tính khử. Clo không về clo trừ 1, vậy nó thể hiện tính oxy hóa. Vậy nó vừa tăng và vừa giảm. Vậy tương đương với việc là nó vừa thể hiện tính oxy hóa và nó vừa thể hiện tính khử. Clo vừa đóng vai trò là chất oxy hóa, vừa đóng vai trò là chất khử. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án C. Clo vừa oxy hóa và vừa khử. Đáp án C các bạn nhé. Các bạn cực kỳ lưu ý cái câu này cho chúng mình. Câu số 7. Câu số 7 ạ. Câu số 7 là một cái câu hỏi về cái việc mà điều chế hay là sản xuất clo. Chú ý rằng là sản xuất clo có hai nơi, một là phòng thí nghiệm, hai là cho công nghiệp. Và ở đây là nhà máy hóa chất công ty hóa chất Việt Trì
Vậy thì chắc chắn đây là sản xuất trong công nghiệp rồi, nên là rất nhiều cháu là bị sai ở cái câu này, nên các cháu phải để ý nhá. Trong công nghiệp, được chưa? Trong công nghiệp thì không ai bao giờ sử dụng flo đẩy NaCl, và cái đẩy này cũng sai, được chưa? Cũng không ai sử dụng là điện phân dung dịch HCl cả nhá. Mà trong công nghiệp là người ta sử dụng bằng cách là đi từ cái anh rẻ nhất là anh NaCl, được chưa? Cộng với lại nước, đây là điện phân dung dịch có màng ngăn thì tạo thành hydro bay lên, cộng với NaOH cộng với clo bay lên, được chưa? Vậy đáp án đúng của chúng ta ở cái câu số 7 này là đáp án B, bỏ, cả nhà lưu ý nha. Câu số 8 ạ. Câu số 8 ạ. Câu số 8 thì theo như cả nhà thì là cả nhà chọn đáp án gì ạ? Câu số 8 này là một câu tính toán nhá. Câu số 8 là một câu tính toán khá là hay, khá là đặc biệt dành cho tất cả các bạn. Đợi chúng mình tí, chúng mình lấy ít giấy. Rồi. Mình đã có giấy rồi. Câu số 8 này bây giờ mình tính toán là phải có giấy ạ. Có bao nhiêu gam clo? Bao nhiêu gam clo vừa đủ để tác dụng với kim loại nhôm mà tạo thành 26,7 gam AlCl3. Nhôm này tác dụng với clo này thì tạo thành AlCl3 cân bằng phương trình nhá. 2 này. Vậy 2 vào nhôm này, 2 nhân 3 là 6. Vậy 6 chia 2 là 3. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ tìm được số mol của AlCl3 được không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ đi tìm số mol của AlCl3. Số mol của AlCl3 sẽ bằng là 26,7 chia cho bảng mẫu đơn 27 cộng 35,5 nhân 3 bằng 0,2 mol ạ. Vậy số mol của nhôm clorua là 0,2 mol. Bây giờ đề bài hỏi gam clo. Vậy hoàn toàn ở đây bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái phương pháp đường chéo 0,2 nhân 3 chia 2 thì bằng 0,3. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được khối lượng của clo là mình lấy 0,3 nhân với lại 71 thì bằng 21,3 gam. Được không ạ? 21,3 gam. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Nhưng đây là cách làm chậm. Thực ra chúng mình có một cách làm nhanh hơn rất rất nhiều. Đó là phương pháp bảo toàn nguyên tử nguyên tố clo. Có phải số mol này là 0,2 không ạ? Vậy khối lượng của clo nếu chúng mình đi bảo toàn khối lượng, có phải chúng mình có khối lượng của Cl2 ban đầu cũng chính bằng khối lượng của clo ở bên trong anh AlCl3 không ạ? Thế thì vậy ở đây mình có này, AlCl3 là 0,2 mol. Vậy mình có là 0,2 nhân với lại 3 được bao nhiêu nhân? Thế là ra số mol của Cl nhé. Được bao nhiêu nhân với lại 35,5? Thế là mình ra được bằng 21,3. Các cháu thấy không ạ? Cách giải này cực kỳ nhanh nhưng mà lại cực kỳ đảm bảo an toàn luôn. Đấy, các cháu lưu ý nhá. Câu số 9 ạ. Câu số 9 ạ. Phản ứng nào sau đây? Phản ứng nào sau đây được dùng nào? Phản ứng nào sau đây được dùng để điều chế khí hydro clorua, chú ý là trong phòng thí nghiệm. Thực ra nhá, bản chất ý, thì cái việc mà điều chế trong phòng thí nghiệm chẳng ai đi điều chế HCl trong phòng thí nghiệm cả. Nhá. Cái điều này là điều chắc chắn luôn, chẳng ai bao giờ đi điều chế HCl trong phòng thí nghiệm cả. Bởi vì là HCl là axit thì nó có sẵn trong phòng thí nghiệm rồi. Được không ạ? Thế thì các cháu lưu ý này, để điều chế trong phòng thí nghiệm không ai mang hydro đốt với lại clo cả nhá. Cũng không ai cho clo tác dụng với nước cả. Được không ạ? Không ai làm như vậy cả. Được không ạ? Hydro clorua đấy ạ, điều chế khi hydro clorua cũng không ai cho clo tác dụng với lại SO2 cả. Mà ở đây nó phải là cho NaCl, chỗ này là chúng mình gõ nhầm đấy ạ. NaCl dạng rắn tác dụng với H2S4 để tạo thành NaHSO4 cộng với HCl. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án D các cháu nhé. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D. Đáp án, ôi nhiều câu bài tập thế này. Nhiều câu bài tập thế này, chúng mình đánh dấu để lại tí nó rồi giải sau nhá. Được không ạ? Tí nữa mình giải bài tập ở dưới. Mình câu 14 đi ạ. Câu 14 đáp án gì ạ? Tính chất sát trùng và tẩy màu của clorovôi là do nguyên nhân nào sau đây? Clorovôi là CaOCl2. Thực ra cấu trúc của anh clorovôi là gồm CaCl và OCl. Thì anh này dễ phân hủy ra oxy là sai này. Phân hủy ra clo là sai này. Trong phân tử clorovôi thì có chứa clo với số xóa dương 1. Đây. Với tính ô xóa mạnh. Cái này chính xác. Vậy đáp án đúng là đáp án C. Và rất nhiều bạn ở câu số 14 này chọn theo đà quán tính là chọn đáp án D. Được chưa?
Và bởi vì là chọn theo đáp án D nên là rất dễ bị toang. Nhá, đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án C. Được chưa? Nhá, câu số 15. Nước da ven là hỗn hợp nào sau đây? Câu số 15 ạ. Nước da ven là hỗn hợp nào sau đây? Nước da ven là hỗn hợp nào sau đây? Mình lưu ý ạ, cái nước da ven là cái nước rất hay thi, không những là chỉ thi ở lớp 10 đâu mà thi kể cả ở lớp 11 nữa. Nên cả nhà phải chú ý này. Nước da ven là được tạo thành do cái phản ứng là clo tác dụng với lại NaOH để tạo thành NaCl và NaClO, các cháu nhớ nhá. Ăn hai NaOH. Vậy nước da ven chính là cái hỗn hợp gồm natri clorua và natri hypochlorơ với nước. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là NaCl, NaClO và nước. B bỏ. Được không ạ? B bỏ. Câu 16 là một câu tính toán, để lại tí nữa mình tính toán sau. Câu 17 ạ. Phát biểu nào sai khi nói về flo ạ? Flo là một trong số những anh mà chúng ta rất hay quan tâm và chúng ta rất hay đi tính toán về nó. Thế nên là cái việc mà mình chọn được rằng là phát biểu nào sai về mặt flo thì cũng sẽ rất là giúp đỡ cho chúng ta cái việc mà chúng ta làm bài kiểm tra cái chữ halogen thật là tốt nhá. Nào, câu số 17, chất cái nào sau đây là sai khi nói về flo? Là phi kim. Nào, là phi kim ạ. Hoạt động mạnh nhất. Chính xác. Có nhiều đồng vị bền trong tự nhiên là sai. Là chất ô xóa mạnh. Đúng. Có độ ẩm điện lớn nhất. Đúng. Vậy ở đây A đúng, C đúng, D đúng. Và chúng ta chỉ có một anh sai thôi, là có nhiều đồng vị bền trong tự nhiên là sai. Vậy câu số 17 của chúng ta sai là đáp án B. Bỏ. Các cháu nhìn rõ chưa? 17 sai là B nhá. Câu số 18 ạ. Câu số 18 ạ. Brom bị dẫn tạp chất là clo. Để thu được brom tinh khiết thì cần làm cách nào sau đây? Chú ý đây là brom bị lẫn tạp chất là clo nhá. Bây giờ đề bài muốn yêu cầu chúng ta là thu được brom tinh khiết. Muốn thu được brom tinh khiết ý, thì chúng ta phải thực hiện một cái phản ứng nào đó, được chưa? Đây, dẫn hợp đi qua H24 loãng này không được. Dẫn hợp đi qua nước cũng không được. Dẫn hợp đi qua dung dịch NaBr. Nếu dẫn hợp đi qua dung dịch NaBr thì các cháu lưu ý nhá. Clo của chúng mình này tác dụng với lại NaBr này thì nó sẽ tạo thành NaCl này cộng với lại Br2 này. Đấy, clo bị giữ lại để tạo thành NaCl và brom từ đó được sinh ra. Vậy ở chỗ này chúng ta vừa làm sạch brom mà chúng ta lại còn vừa có thêm brom sinh ra nữa thì lời quá đúng không? Đấy, lại vừa có cả trâu mà lại vừa có cả ngé luôn thì ngon quá đúng không? Vậy đáp án đúng của chúng ta cái câu số 18 này nó là đáp án C ạ. Rất rất dễ luôn. Câu số 19 ạ. 19 là EQ một chút thôi, 19 này không phải là bài tập đâu. 19 này là EQ, hỏi EQ một tí xíu thôi. Đây chúng ta cùng xem nhé, chúng ta viết phương trình cho chúng mình viết phương trình cho cháu xem này. HBr cộng với NaOH thì tạo thành NaBr cộng với lại H2O. Được không ạ? Vậy đây mình sẽ tìm được số mol của HBr là 1 chia cho này, hydro là 1 cộng với brom là 80. Số mol của NaOH là 1 chia cho này 23 cộng 16 cộng 1 là chia cho 40. Và hoàn toàn mình thấy là 1/40 chắc chắn lớn hơn 1/81. Và do 1/40 lớn hơn 1/81 nên điều này chắc chắn 100% là HBr phản ứng hết. Còn NaOH phản ứng dư. Được không ạ? Và do NaOH hai lần dư, NaOH dư nên dung dịch sau phản ứng chắc chắn có NaBr, nước và NaOH nhá. Dung dịch sau phản ứng thì chắc chắn có natri bromua, nước và có cả natri hydroxit dư. Và bởi vì nó có natri hydroxit dư nên dung dịch này sau phản ứng khi cho quỳ tím vào thì quỳ tím sẽ chuyển thành màu gì ạ? Khi cho quỳ tím vào, quỳ tím sẽ chuyển thành màu xanh ạ. Được chưa? Màu xanh. Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án B, bỏ. Ok, và bây giờ chúng ta lại sang câu tiếp theo. Nào mình sang câu tiếp theo ạ, câu số 20. Phản ứng nào sau đây không xảy ra? Phản ứng nào sau đây không xảy ra? Lưu ý nhá. Phản ứng nào sau đây không xảy ra? Nước cộng với flo thì chắc chắn có đúng không ạ? Để tạo thành OF2 cộng hydro có xảy ra rồi. KBr cộng clo thì clo tôi tính ô xóa mạnh hơn, nó sẽ đẩy brom ra khỏi dung dịch muối của nó để tạo thành KCl cộng với lại Br2. Được chưa? Có xảy ra. Được chưa? Tiếp tục này, brom có tính xóa mạnh hơn iốt nên nó sẽ tạo thành NaBr cộng I2, cũng có xảy ra. Và rất nhiều cháu nhá, nào rất nhiều cháu làm sai
ở đây này, iốt tính oxy hóa mạnh hơn brom nên iốt không đẩy được khỏi brom ra khỏi muối của nó. Vì vậy nên phản ứng không xảy ra là G, KBr cộng iốt. Được không ạ? Câu số 21 ạ. 21 cũng có rất rất nhiều bạn làm sai câu 21 ạ. Chất nào sau đây chỉ có tính oxy hóa mà không có tính khử? Chất nào sau đây chỉ có tính oxy hóa mà không có tính khử? Có nghĩa là nó chỉ có số xóa âm, khử tăng hoặc giảm mà, chỉ có số xóa âm chứ không có số xóa dương nữa. Vậy ở đây đáp án đúng chúng ta là gì? Trong tất cả các anh halogen, fluor, clor, brom và iốt thì chỉ có một anh là có số xóa là chỉ âm không có dương, đó anh fluor. Cũng chính bởi vì chỉ có mỗi anh fluor là anh mà chỉ có tính oxy hóa và không có tính khử thôi. Chỉ duy nhất một mình anh này thôi. Nhá. Câu tiếp theo, câu số 22 ạ. Dùng loại bình nào sau đây để đựng dung dịch HF? Dùng loại bình nào sau đây để đựng dung dịch HF? Alo, alo. Cả nhà thấy không? Nào, chúng ta cùng xem là dùng cái loại bình nào sau đây để đựng dung dịch HF. HF là cái một anh mà axit cực kỳ yếu. Nhưng mà anh này lại có một cái tính chất cực kỳ đặc biệt, đó là nó hòa tan được thủy tinh. Nhá. HF tác dụng với SiO2 thì tạo thành SiF4 cộng với lại H2O. Nó hòa tan được thủy tinh, chính vì vậy nên chúng ta đặc biệt, các cháu lưu ý là đặc biệt không bao giờ sử dụng bình thủy tinh để đựng dung dịch HF cả. Không ai bao giờ sử dụng bình thủy tinh để đựng dung dịch HF cả. Vì vậy nên cứ có thủy tinh là loại. Vậy đáp án đúng chúng ta chỉ có một đáp án thôi. Đây là đáp án C, bình nhựa hoặc chất dẻo. Đáp án đúng đáp án dễ. Ok ạ. Câu 23. 23 thì cả nhà chọn đáp án gì ạ? 23 cả nhà chọn đáp án gì ạ? 23 là một cái câu khá là hay và cũng là một câu khá là đặc biệt dành cho tất cả các cháu. Bởi vì là nhiều cháu sẽ rất dễ bị sai ở cái câu 23 này. Nhá. Nhiều bạn sẽ bị sai ở cái câu 23 này. À, những hydro halogen luôn là có thể tác dụng được với H24 đặc, lần lượt tác dụng với muối. Thì các cháu lưu ý này, H24 đặc này tác dụng được với NaF để tạo thành HF là 1. Được chưa? H24 đặc tác dụng với NaCl để tạo thành HCl là 2. Nhưng từ đấy thì gần như là H24 đặc không có tác dụng với NaBr và NaI. Bởi vì nếu mà nó tác dụng thì ngay lập tức HBr và HI sẽ tác dụng H24 đặc ngược lại. Chính vì vậy nên đáp án đúng chúng ta là HF, HCl và một phần HBr. Câu hỏi này cũng tương đương với câu hỏi là điều chế những cái anh hydro halogen đua nào mà sử dụng bằng phương pháp sunfat, các cháu nhớ nhé. Phương pháp sunfat là phương pháp tác dụng H24 đặc. Vậy thì chỉ có HF, HCl và một phần HBr thôi. Được chưa? Cả nhà nhớ chưa? Câu tiếp theo, câu số 24. Câu tiếp theo, câu số 24. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của nguyên tố halogen? Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các nguyên tố halogen? Nào, anh nào là không phải tính chất chung của các nguyên tố halogen? Nào, câu số 24. Tính chất nào sau đây không phải là tính chất chung của các nguyên tố halogen? Lưu ý ở từ này là từ không phải nhé. Không phải tính chất chung. Thì nguyên tử chỉ có khả năng thu thêm một e. Tác dụng với hydro tạo thành hợp chất liên kết cộng hóa trị có cực. Có số xóa trừ một trong mọi hợp chất là sai. Đúng chưa? Đấy, cái từ trong mọi hợp chất là sai. Ví dụ này, HClO là toang còn gì nữa. Đúng chưa? Đây anh này dương một cơ mà. Vậy chưa? Vì vậy nên sai của chúng ta nó là C. Có số xóa là trừ một trong mọi hợp chất. Nhá. Câu số 25 ạ. Câu số 25 ạ. Hỗn hợp khí nào sau đây có thể tồn tại ở bất kỳ một điều kiện nào? Bất kỳ điều kiện nào tương đương với việc là không tác dụng với nhau ở mọi điều kiện nhá. Tồn tại bất kỳ điều kiện nào là tương đương với việc là không tác dụng với nhau ở mọi điều kiện. Được không ạ? Và không tác dụng với nhau ở mọi điều kiện. Vậy thì mình sẽ có này. Hydro và oxy đun nóng lên vẫn nổ cái đột phát. Nitơ và oxy sét đánh vẫn tác dụng với nhau tạo thành NO. SO2 và oxy chỉ cần xúc tác V2O5 là nó tạo thành SO3 luôn. Vì vậy nên không tác dụng với nhau hay là tồn tại với nhau ở bất kỳ mọi điều kiện nào thì chỉ có clo và oxy thôi. Hầu hết tất cả các halogen thì đều không tác dụng với lại oxy ở mọi điều kiện, các cháu nhớ nhé. Hầu hết tất cả các halogen thì đều không tác dụng với oxy ở mọi điều kiện. Ok không ạ? Câu 26 nè. 26. Khí clo điều chế bằng cách cho MnO2 tác dụng HCl đặc thường bị lẫn tạp chất là khí HCl.
Có thể dùng dung dịch nào sau đây để loại bỏ tạp chất là tốt nhất? Loại bỏ tạp chất là tốt nhất thì lưu ý ở đây là người ta điều chế khí clo. Vì vậy nên mình tuyệt đối không thể sử dụng một cái thằng nào mà có tác dụng với clo được. Đấy chứ, bởi vì là nếu mà chúng ta phải sử dụng một cái anh lọc chất mà lại tác dụng với clo thì làm gì còn clo mà mình thu nữa. Vì vậy nên tuyệt đối không ai sử dụng NaOH, bởi vì NaOH mặc dù hấp thụ được HCl nhưng nó lại tác dụng với lại clo để tạo thành NaCl và NaClO. Đấy chưa? Tiếp tục ạ. Chúng ta cũng không ưu tiên sử dụng AgNO3, mặc dù AgNO3 tác dụng HCl để tạo thành kết tủa AgCl. Nhưng AgNO3 thì trong dung dịch này có nước nên clo tác dụng với nước để tạo thành HCl và HClO, ngay lập tức HCl sẽ tác dụng với AgNO3 để tạo thành AgCl, cũng toang nốt. Đấy chưa? Cũng hạn chế sử dụng KMnO4 bởi vì KMnO4 có tính oxy hóa mạnh. Còn clo thì lại còn tính khử. Đúng chưa? Nó có thể lên dương 1, dương 3, dương 5, dương 7. Vì vậy nên cũng không ưu tiên sử dụng anh này. Mà ưu tiên sử dụng nhất là NaCl. Tại sao lại nói là ưu tiên sử dụng nhất là NaCl? Cả nhà chú ý nhá. Ở đây ạ. Tạp HCl thì tan rất là tốt trong nước, có nghĩa là HCl sẽ tan trong dung dịch. Được chưa? Để tạo thành, vậy là nó sẽ mình sẽ có là dung dịch NaCl và dung dịch HCl. Thế còn clo thì bởi vì là có bọn này đấy nó sẽ không tan nữa, nó sẽ ít tan hơn. Chính vì vậy nên để loại bỏ tạp chất tốt nhất chúng ta sẽ sử dụng anh NaCl, natri clorua. Cả nhà nhớ lời chúng mình dạy nhá. Câu số 27 ạ. Câu số 27 ạ. 27 thì đáp án gì ạ? Trong phòng thí nghiệm để điều chế clo thì người ta dùng MnO2 với vai trò là gì? Trong phòng thí nghiệm mà để điều chế clo thì người ta dùng MnO2 với vai trò là gì? Chúng ta lưu ý này, điều chế clo là cho MnO2 tác dụng với HCl để tạo thành MnCl2 cộng với lại H2O cộng với lại CL2, cả nhà nhớ chưa? Thế thì vì vậy nên ở đây mình sẽ có này, Mn này của mình là Mn dương 4 này, biến thành Mn dương 2 này, khử tăng này, vậy là số oxy hóa của Mn tăng hay là giảm? Giảm mà khử tăng o giảm. Số xóa giảm nên này đóng vai trò là tính oxy hóa. Tính oxy hóa hay tương đương với là chất oxy hóa. Đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ chất oxy hóa, cả nhà nhớ nhá. Rất dễ thôi. Cực kỳ dễ dàng. Câu 28 là một câu tính toán, chúng ta để lại nhá. 29 cũng vậy. 30 ạ. 30 ạ. 30 ạ. 30 đáp án gì ạ? 30 đáp án gì cả nhà? Ba mươi ạ. Trong phản ứng sau, phát biểu nào sau đây là đúng với nguyên tử clo? Trong phản ứng sau, phát biểu nào sau đây là đúng đối với các nguyên tử clo? Clo là từ clo không về clo trừ một, thể hiện tính oxy hóa, đúng không ạ? Clo không lên clo dương một thể hiện tính khử, vậy là nó vừa thể hiện tính oxy hóa và vừa thể hiện tính khử nhé, vừa bị oxy hóa và vừa bị khử. Ok men. Câu 31 ạ. 31. Clorua vôi là muối của kim loại canxi. Clorua vôi là muối của kim loại canxi với hai loại gốc axit là clorua Cl trừ và hypochlorit ClO trừ. Vậy clorua vôi được gọi là muối gì? Thì clorua vôi ở đây chúng ta không được gọi là muối trung hòa, cũng không được gọi là muối của hai axit, mà nó được gọi là muối hỗn tạp. Nhà chú ý nhé. Muối hỗn tạp. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Câu 32. Phản ứng nào sau đây thuộc loại phản ứng tự oxy hóa khử? Phản ứng nào sau đây được gọi là thuộc loại phản ứng là tự oxy hóa khử? Cả nhà lưu ý ạ. Cái nào được gọi là tự oxy hóa khử? Tự oxy hóa khử có nghĩa là tự nó khử nó, đúng không? Vậy thì ở đây mình có này. Không về trừ 1, không phải anh này đóng vai trò là oxy hóa, không được. Không về trừ 1 cũng không được. Không về trừ 1 cũng không được. Ở đây chỉ có một anh duy nhất được gọi là tự oxy hóa khử thôi. Cl0 về Cl trừ 1 và Cl0 lên Cl dương 1 nhá. Tự oxy hóa khử ở đây chỉ có đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Ok, rất rất dễ ạ. Câu 33 này. Câu 33 này. 33 đáp án gì ạ? 33 đáp án gì ạ? Khi cho nước iốt vào hồ tinh bột. Khi cho nước iốt vào hồ tinh bột. Đề bài hỏi là khi cho nước iốt vào hồ tinh bột thì xuất hiện màu xanh thẫm.
Nước iốt là chất duy nhất có thể tạo xanh thẫm với hồ tinh bột. Khi cho hồ tinh một và một dung dịch thứ hai thì xuất hiện màu xanh thẫm. Điều này biết gì về dung dịch thứ hai? Vậy thì chắc chắn là dung dịch thứ hai, đây là hồ tinh bột, thì dung dịch thứ hai chúng ta là chứa gì ạ? Chứa đơn chất iốt nhá. Đấy chưa? Chứa đơn chất của iốt. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B các cháu nhá. 33 đáp án đúng của chúng ta nó phải là đáp án B. Ok không ạ? Câu 34 này. Câu 34. Cho dãy nào sau đây sắp xếp đúng, dãy nào sau sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit của các dung dịch hydro halogen luôn. Nào, dãy nào sau đây sắp xếp đúng theo thứ tự giảm dần tính axit của các dung dịch hydro halogen luôn. Nhá, vậy giảm dần, vậy đứng đầu tiên phải anh có tính mạnh nhất, đúng không ạ? Mạnh nhất thì là anh nào? Hi rồi HBr rồi HCl rồi HF. Vì vậy nên là thứ tự giảm dần tính axit của các dung dịch hydro halogen luôn là đáp án đúng chúng ta là đáp án A. Ok nha, câu 35 là một câu bài tập chúng ta để lại. Để xử hết lý thuyết trước. Ok không ạ? 36 là một câu bài tập để lại. 37 ạ. 37 ạ. Trong số các hợp chất của clo sau đây. 37. Trong số các hợp chất của clo sau đây thì hợp chất nào có tính oxy hóa là mạnh nhất? Trong số các hợp chất của clo sau đây thì hợp chất nào có tính oxy hóa là mạnh nhất ạ? Hợp chất nào tính oxy hóa mạnh nhất ạ? Anh nào? Anh nào vừa kém bền mà lại vừa mạnh nhất ạ? Khá nhiều cháu toang ở câu này đấy ạ. Anh nào mà vừa kém bền mà lại vừa mạnh nhất? Chỉ có một anh thôi ạ. Anh này là tính axit mạnh nhưng không phải là tính oxy hóa mạnh. Tính axit mạnh thì tính oxy hóa yếu. Vì vậy nên đáp án đúng của chúng ta 37 là tính oxy hóa mạnh nhất là G, HClO các cháu nhá. G 37, đáp án G. Và rất nhiều bạn toang ở câu này. Chúng mình biết có khá nhiều bạn sẽ chọn đáp án này. Câu 38 ạ. Kim loại nào sau đây tác dụng với dung dịch HCl loãng và tác dụng với khí clo cho cùng một loại muối cloruro kim loại? Kim loại nào sau đây tác dụng với HCl loãng và tác dụng với khí clo cho cùng một loại muối cloruro kim loại? Không thể là sắt được, tại vì là sắt mà tác dụng HCl thì tạo thành FeCl2, nhưng sắt tác dụng với lại clo thì lại tạo thành FeCl3. Không thể là kẽm được. Có phải là kẽm không ạ? Kẽm được, kẽm tác dụng với HCl loãng thì tạo thành ZnCl2, mà tác dụng với clo cũng tạo thành ZnCl2. Nhưng không thể là đồng, tại vì đồng không tác dụng HCl. Không thể là bạc, vậy bạc cũng không tác dụng HCl. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó chỉ có thể là một anh thôi. Đáp án B, bỏ kẽm. Câu 39 ạ. Câu 39 ạ. Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hydrochlorua? Chất nào sau đây không thể dùng để làm khô khí hydrochlorua? Thế thì không thể làm khô khí này khi và chỉ khi tác dụng với nó. NaOH thì tác dụng với HCl chặt rồi. NaOH tác dụng HCl để tạo thành NaO, NaCl cộng H2O. Vì vậy nên là không thể sử dụng NaOH nhá. Không thể sử dụng NaOH. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ sang câu số 40 ạ. Câu số 40 đáp án gì ạ? Câu số 40. Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử? Phản ứng nào sau đây chứng tỏ là HCl có tính khử? Phản ứng nào sau đây chứng tỏ HCl có tính khử? Được không ạ? HCl mà có tính khử thì Cl trừ 1 về Cl0 khử tăng ngo giảm. Vậy đây đúng không? A luôn. A chặt. Đúng không ạ? Rất rất dễ rồi. Nào câu số 41. Trong cái phản ứng, trong các phản ứng, clo đóng vai trò nào sau đây? Mình thấy này, clo ở trong này của mình nhá. Clo trong này là clo 0 này, về clo trừ 1 này, khử tăng ngo giảm. Vậy chỗ này thể hiện tính oxy hóa. Nhưng đặc biệt hơn, clo 0 lên clo dương 1. Đúng chưa? Clo 0 lên clo dương 1 thì nó thể hiện tính khử. Đấy chưa? Vì vậy nên clo này là vừa là chất oxy hóa và vừa là chất khử. Được chưa? Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án D.
Tiếp tục ạ, câu 42 ạ. Câu 42 ạ. Câu 42. Trong số các axit có oxy của clo. Được chưa? Trong số các axit có oxy của clo thì axit nào có tính axit mạnh nhất? Cái này chúng mình vừa nói rồi đúng không ạ? Anh HClO là anh có tính oxy hóa mạnh. Nhưng mà anh HClO4 là anh có tính axit mạnh nhất. Đáp án đúng chúng ta ở đây nó phải là đáp án D các cháu nhé. Đáp án D. Câu số 43. Câu số 43. Điện phân dung dịch NaCl bão hòa trong nước không có màng ngăn. Lưu ý là điện phân dung dịch NaCl bão hòa trong dung dịch mà lại điện phân dung dịch lưu ý là không có màng ngăn. Thì ngay lập tức nó sẽ tạo thành NaCl. NaClO cộng H2. Vậy có nghĩa là sinh ra hiđro và nước ra ven nhá. Sinh ra hiđro và nước ra ven. Vì vậy nên đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D các cháu ạ. Đáp án đúng chúng ta nó phải là đáp án D. Câu 44 ạ. Câu 44. Câu 44. 44 tính chất sát trùng là tính chất sát trùng và tẩy màu của nước da ven là do nguyên nhân nào sau đây? Tính chất sát trùng và tẩy màu của nước da ven là do nguyên nhân nào sau đây? Là do trong phân tử NaClO nguyên tử clo có số xóa dương 1 thì tính xóa mạnh, cái này chúng ta vừa giải bên trên rồi. 45 dung dịch nào sau đây axit không thể chứa trong bình thủy tinh, vừa nãy chúng ta cũng làm. Đó anh dung dịch nào ạ? HF nhé. HF là không, tại vì HF tác dụng với SiO2. 46 clo có tính oxy hóa mạnh hơn brom, phản ứng nào chứng minh điều đó? Clo có tính oxy hóa mạnh hơn brom, phản ứng nào sau đây chứng minh điều đó? Chúng ta lưu ý này, clo mà mạnh hơn brom vậy thì clo phải đẩy được brom ra khỏi dung dịch muối của nó. Đây, clo này tác dụng với NaBr để tạo thành Br2 và NaCl. Vậy đáp án đúng của chúng ta nó là đáp án A. Câu 47 ạ. 47 theo cả nhà là đáp án gì ạ? 47 ạ. Cho phản ứng H2SO3. Cho phản ứng H2SO3 cộng với lại brom cộng với lại nước để tạo thành H2SO4. Thế bây giờ mình phải đoán thôi ạ. Đây này mình thấy này, lưu huỳnh là lưu huỳnh dương 4 lên lưu huỳnh dương 6. Vậy đây là số xóa của nó tăng. Vậy thì bắt buộc phải có một anh mà phải có số xóa nó giảm. Vậy ở đây mình có này, brom này không này. Vậy chỉ có anh brom có số xóa có thể giảm mà thôi. Và brom từ 0 thì nó sẽ về brom trừ 1 trong HBr. Được không ạ? Vậy ở đây ạ, vậy chất X của chúng ta chắc chắn chỉ có thể là anh HBr mà thôi. Nên đáp án đúng chúng ta là đáp án A, HBr cả nhà nhá. Câu số 48 ạ. Câu số 48 ạ. Cho phản ứng SO2 cộng nước cộng brom để tạo thành 2HBr cộng H24. Ở phản ứng trên thì brom đóng vai trò là chất nào sau đây? Thế thì bây giờ mình đi xác định số xóa thôi ạ. Brom của mình là brom 0 đúng không? Về brom trừ 1, khử tăng O giảm. Vậy số xóa của brom bị giảm. Và bởi vì số xóa của nó bị giảm nên ạ, nó đóng vai trò là chất oxy hóa nhá. Chất oxy hóa. Đáp án đúng là đáp án B, bỏ. Câu 49 ạ. Câu 49. Khi đổ dung dịch AgNO3 vào dung dịch các chất nào sau đây thì sẽ thu được kết tủa có màu vàng đậm hơn. Lưu ý là kết tủa màu vàng đậm hơn. AgNO3 vào HF là không có kết tủa gì hết. Vào HCl là tạo thành AgCl kết tủa màu trắng chứ không phải màu vàng. Vào HBr thì thu được AgBr kết tủa màu vàng nhạt. Vào HI thì thu được kết tủa Y là vàng đậm. Vàng đậm. Và ở đây đề bài hỏi chúng ta là dung kết tủa nào có màu vàng đậm hơn ạ? Vậy màu vàng đậm hơn của chúng ta là gì? HI. D. Câu 50. 50. Dãy nào sau đây sắp xếp theo thứ tự tính khử của các ion halogen nua tăng dần? Dãy nào sau đây sắp xếp theo thứ tự tính khử của các ion halogen nua tăng dần? Ion halogen nua tăng dần nhé. Vậy đứng cuối cùng phải là anh mạnh nhất. F trừ, CL trừ, BR trừ và Y trừ. À. Được chưa? Tăng dần cơ mà. F trừ, CL trừ, BR trừ và Y trừ nhá. Pu những cháu bị sai. Buồn quá. Đáp án đúng phải đáp án A. Câu 51.
Chọn ý đúng. Chọn ý đúng khi nói về phản ứng các đơn chất halogen với nước. Clo tiêu xóa rất mạnh. Ô xóa mạnh nhiệt nước, chính xác. Clo tiêu xóa mạnh là sai. Ô xóa nước là sai. Brom tiêu xóa mạnh sai. Đợi clo mạnh sai, iốt mạnh sai, brom mạnh sai. Và ở đây chúng ta chỉ có một anh thôi ạ. Chỉ có một anh mà có tính ô xóa mạnh mà ô xóa mạnh liệt nước, đấy là anh Flo nhá. Đáp án đúng chúng ta là đáp án A. À, ok chưa? Bây giờ chúng ta bắt đầu sang quẩy phần bài tập tính toán nhá. Bắt đầu sang quẩy phần bài tập tính toán. Chúng ta để lại khá nhiều câu bài tập tính toán ở trong phần này. Đầu tiên là câu số 10. Ok, vào với phần mà chữa bài tập đây. Câu số 10 ạ. Câu số 10 ạ. Chỗ này mình chỉ tính toán thôi ạ. Thế vì bây giờ chúng ta đầu tiên chúng ta đi tìm số mol của KMnO4 đã. Nhỉ. Cả nhà cùng tìm số mol KMnO4 này. 15,8 chia cho phân tử khối này là 39 này cộng với 55 này cộng 16 nhân 4 này bằng này 0,1 mol. Vậy mình có số mol KMnO4 là 0,1. Ở phần này bây giờ chúng ta có hai cách làm. Cách làm thứ nhất là viết phương trình và cân bằng phương trình. Cách làm thứ hai là cách thăng bằng E. Thế thì chúng mình hướng dẫn các cháu cách làm thăng bằng E nhé. Bởi vì thăng bằng E nhanh hơn. Thế thì ở đây mình có này MN này, MN dương 7. Thế thì mình có là KMNO4 này mà tác dụng với HCl này, thì nó sẽ tạo thành là KCl cộng MnCl2 cộng Cl2 và cộng H2O. Vậy ở đây mình sẽ nhìn thấy ạ, là vậy ở đây mình sẽ nhìn thấy ạ, MN dương 7 này về MN dương 2, đúng không ạ? MN dương 7 về MN dương 2 nó nhận 5 E. Số mol là 0,1. Vậy số mol E nhận của nó là 0,1 nhân 5 bằng 0,5. Cl từ Cl-1 về Cl0, 2 Cl0, 2 này, trừ 2 E. Tổng E nhường thì bằng tổng E nhận. Tổng E nhận ở đây là 0,5. Vậy tổng E nhường ở đây cũng phải là 0,5. Ngay tức mình tìm được số mol của Cl2, 0,5 nhân 1 chia 2 bằng 0,25. Vậy mình sẽ tìm được thể tích của clo 0,25 nhân 2,4 bằng 5,824, 0,25 chưa? 5,6 lít, các cháu nhìn nói chưa? 5,6 lít. Vậy đáp án của chúng ta nó là đáp án A. Ok. Ok ạ, cả nhà hiểu không ạ? Câu số 11. Câu số 11. Dung dịch HCl bão hòa nhé. Dung dịch HCl bão hòa ở 0 độ C có nồng độ là 45,15% và khối lượng riêng là 1,22 gam trên cm khối. Hỏi nồng độ mol của dung dịch là bao nhiêu? Vậy bây giờ chúng mình sẽ có là 100 cm khối dung dịch HCl bão hòa thì tương đương với lại 100 ml, tương đương với lại 0,1 lít. 100 ml thì tương đương với đây, 1 ml thì nặng 1,2 gram, vậy 100 nó sẽ nặng là 122 gram, được chưa? Ở đây thì bài nói chúng ta là nồng độ là 45,15 mà đây là m dung dịch, vậy hoàn toàn đến đây mình tìm được m chất tan HCl nguyên chất ấy, chính bằng c phần trăm là 45,15 chia cho 100 nhân với khối lượng là 122 gram. Vậy tới đây chúng ta tìm được m chất tan 0,4515 nhân 122. 55,083. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta sẽ tìm được số mol của HCl. 55,083 chia cho anh này là bao nhiêu ạ? Hydro là 1 cộng 35,5 bằng ra số mol 1,509. Vậy hoàn toàn mình tìm được CM thì bằng N trên V, 1,509 chia 0,1. Được chưa? 1,509 chia 0,1 thì có phải là bằng 15,09, và 15,09 của chúng ta thì nó gần bằng là 15,1 nhé. Gần bằng 15,1.
Đáp án đúng chúng ta nó là đáp án C. Đây là một câu rất dễ hay thi hay là hay kiểm tra trong chương halogen. Nên là cả nhà chú ý cẩn thận với cái dạng câu này. Bây giờ chúng ta sang câu tiếp theo, câu số 12. Một cái câu mà có thể sử dụng được cái skill của chúng mình, skill giải cực nhanh, chiêu skill giải nhanh của chúng mình luôn nhá. Mình sẽ tìm được số mon hydro là bằng 1 chia cho 2 bằng 0,5. Có phải chúng ta luôn luôn có là khối lượng của muối clorua, skill giải nhanh đấy, luôn bằng khối lượng của m kim loại phản ứng cộng với lại 71 nhân n hydro không ạ? Vậy này m kim loại phản ứng là 20 gram cộng với 71 nhân n hydro là 0,5. Được chưa? Vậy mình sẽ có là 20 cộng 71 nhân 0,5 55,5 gram. Đáp án đúng là đáp án C, 55,5 gram. Rất dễ. Được chưa? Câu 13 là một câu cực khó. Đánh dấu lại. Tí nữa xuống cuối rồi giải sau. Mình giải câu 16 trước. Câu 16 á. Câu 16. Cho 1,84 lít hydrochlorua. Cho 1,84 lít hydrochlorua HCl đấy ạ. Số mol này 1,84 chia 2,4 bằng bao nhiêu đấy ạ? 0,082 nhá. 0,082, nhìn thấy không? 0,082 đi qua dung dịch Ag NO3 8% 50 ml và 1,1 gram trên 1 ml. Vậy suy ra m dung dịch. Có nghĩa là 1 ml thì nặng 1,1 gram, 1,1 nhân 50 bằng 1,1 nhân 50 bằng 55. M dung dịch bằng 55 gram. Vậy đến đây mình tìm được m của AgNO3 nguyên chất có phải bằng là 55 nhân với C% là 8 chia 100 không? 55 nhân với 0,08 4,4. Vậy hoàn toàn từ đây chúng ta tìm được số mol của AgNO3 108 cộng 62 0,0258. Vậy tương đương là 0,0259 đi. Được chưa? Vậy anh này nó sẽ tạo thành là AgCl cộng với lại HNO3. Số mol này tính ra nhỏ hơn. Được không ạ? Số mol tính ra nhỏ hơn. Vậy này, 0,082 này, 0,0259 này. Vậy anh này nhỏ hơn. Kết quả 0,0259. HNO3 là 0,0259. Bây giờ đề bài hỏi là nồng độ chất tan HNO3 trong dịch thu được là bao nhiêu? Câu này rất nhiều bạn bị nhầm. Các cháu phải lưu ý. Thế thì mình có là C% của HNO3 sau sẽ bằng là m chất tan chia m dung dịch nhân 100%. Được không ạ? M chất tan này thì chính là bằng m của HNO3. M dung dịch là m dung dịch sau ạ. Nhân 100%. MHNO3 chúng ta hoàn toàn tính được rồi. 0,0259 nhân 63. 1 cộng 14 cộng 16 nhân 3 là 63. Chia cho và bây giờ chúng ta đi tìm cái đại lượng là m dung dịch sau. M dung dịch sau thì bằng m dung dịch ban đầu. M dung dịch ban đầu cộng m vào trừ m ra. Ở đây mình có m dung dịch ban đầu thì bằng mình vừa tìm được là bằng 55 gram. Cộng m vào là MHCl 0,082 nhân 36,5 trừ m ra. M ra là m kết tủa AgNO3 0,0259 nhân với Ag là 108 cộng 35,5 145,5 143,5. Vậy m thì sao bằng 55 cộng 0,082 nhân 36,5 trừ 0,0259 nhân 143,5 bằng, được chưa? 54,276. 0,0259 nhân 63 chia n bằng nhân 100% 3,00.
Cả nhà nhìn rõ chưa? 3,00. Vậy đáp án đúng chúng ta phải là đáp án C. Và cái câu này rất rất nhiều bạn giải sai. Đây xứng đáng là một câu đánh dấu sao. Bởi vì có khá nhiều bạn bị lừa ở câu này. Được chưa? Hãy cẩn thận nhé. Dĩ nhiên chúng ta còn câu 13 nữa. Tí mình quay trở lại giải câu 13. Nào mình giải tiếp sang câu số 28. Một mol chất nào sau đây khi tác dụng HCl đặc thì luôn luôn thu được lượng clo là lớn nhất. Thì ở đây chúng mình khuyên chân thành nhất với các cháu rằng là chúng ta sẽ luôn luôn đi chọn cho chúng mình là KCl3. Không phải nói năng gì nhiều. Cái này chúng mình đã chứng minh rồi. Đúng không? Trong khoa học. Nhờ. Câu 29 ạ. Cần phải lấy bao nhiêu gam NaCl tác dụng với H2SO4 đặc để thu được NaHSO4 cộng với lại HCl. 50g dung dịch HCl 14,6%. Thì ở đây mình sẽ tìm được M chất tan HCl sẽ bằng M dung dịch nhân C%, phẩy 6 chia 100. Được chưa? 50 này nhân 14,6 này chia 100 này, 7,3. Vậy hoàn toàn tới đây chúng ta tìm được số mol. 7,3 chia cho 36,5, 0,2 mol. Số mol HCl bằng 0,2. Vậy ngay lập tức chúng ta sẽ suy ngược lại được luôn. Đúng không ạ? 0,2 thì NaCl là 0,2. Ngay lập tức mình tìm được khối lượng của NaCl. Nhân bằng một đơn 23 cộng 35,5 bằng 11,7 gam. 11,7 gam. Đáp án đúng là đáp án C. Câu 35. Cho 15,8 gam KMnO4. KMNO, cái này quen nhỉ? Cái này bảo toàn E được đúng không? Lúc nãy chúng mình làm rồi. MN dương 7 về MN dương 2. 15,8 hình như trùng ấy. Chia cho 39 cộng 55 cộng 16 nhân 4 bằng 0,1. Thì cái này là nhường 5 này, chia 2 này, nhân 2,4 này. Cái này trùng 5,6 lít. Trùng ở trên. Nhá, cái này trùng. 35 trùng với câu nào ấy, không nhớ. 36 này. Còn với 36 là một câu cực sao thôi. Anh em cố gắng nhá. Thu được bao nhiêu mol clo khi cho 2 mol KClO3 tác dụng với HCl đặc dư thì thu được KCl Cl2 H2O. Đúng không ạ? Bây giờ công việc chúng ta đi cân bằng phương trình thôi. Nhá. Bây giờ công việc chúng ta đi cân bằng phương trình thôi. Đây là 3 này. Thì đây là 6 này. Đúng không ạ? 6 rồi. 7. Thì đây là 1. Đây là 3. Đủ luôn, đúng không? Vậy này, 0,2 mol KClO3 thì thu được clo là bằng 0,2 nhân 3 là bằng 0,6. Vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án D. Và bây giờ mình sang cái câu khó nhất của cái buổi tối ngày hôm nay. Câu khó nhất. Câu 13. 13 sao đấy ạ? Dẫn hai luồng khí clo. Lẫn dẫn hai luồng khí clo. Dẫn hai luồng khí clo đi qua hai dung dịch cao hắt loãng nguội này. Clo mà vào cao hắt loãng nguội này thì thu được KCl này. KClO. Cái câu này rất hay thi, rất hay có trong bài kiểm tra ở trên lớp nên cả nhà phải để ý nhá. Và một đậm đặc clo này cộng cao hắt này đặc này nóng này thì thu được KCl và KClO3. Đầu tiên là phải nhớ được cái trường hợp này đã. Một anh là cao hắt loãng nguội, một anh là cao hắt đậm đặc thì nó nảy sinh ra hai cái phương trình khác nhau. Loãng nguội thì tạo thành KCl, KClO và nước. Đậm đặc và nóng thì tạo thành KCl, KClO3 và nước. Vậy mình cứ nhớ là nguội và nóng. Nguội thì KCl, KClO. Nóng thì KCl và KClO3. Được chưa? Nếu lượng muối KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau. Cân bằng phương trình đã. Clo0 - 1 1E
dương 5, 5 e, 5 ở đây, 1 ở đây. Bảo toàn kali 5 cộng 1 là 6. Bảo toàn clo 1 cộng 5 là 6. Bảo toàn hydro 6, 3. Trên này tự cân bằng rồi. Mình nhìn kỹ nhá. Để bài nói này, nếu lượng muối clo sinh KCl sinh ra trong hai dung dịch bằng nhau. Thế vậy bây giờ bằng nhau mình đặt số mol anh này là 1. Anh này cũng là 1 đi thì có đúng là bằng nhau không? Đúng không? Để bài nói là bằng nhau mà. Bây giờ là đặt là 1 1 đi thì mình sẽ tìm được số mol của clo trong này. 1 thì anh này là 1. Bài này là 1 nhân 3 chia 5. 3 phần 5. Được chưa? Vậy đi qua hai dung dịch thì tỷ lệ nào sau đây là đúng? 1 chia 3 phần 5 thì phải bằng 5 phần 3 không ạ? Câu này rất nhiều bạn hí hoáy không biết làm, nhưng với chúng mình làm ra luôn 5 phần 3. 5 phần 3 vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B. Nhá. 5 phần 3 vậy đáp án đúng chúng ta là đáp án B, bỏ. Không cần phải đặt ẩn đâu ạ. Cứ giải theo kiểu bình thường này thôi nhá. Mình bám vào đề bài mình giải, mình không có gì là quá khó khăn cả, bởi vì hóa học là chúng ta học theo bản chất nhá. Các cháu lưu ý.